Sáng ngày 5 tháng 6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo thành phố Bến Cát, Bình Dương cho biết, với sự nỗ lực tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, đến sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được thi thể 3 nữ sinh mất tích trên sông Sài Gòn, tuy nhiên các nạn nhân đều đã tử vong. Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, trưa ngày 4 tháng 6, tại bến đò Bù Cạp, thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có 7 thiếu niên là bạn học rủ nhau đến tắm sông, trong đó có 4 nam, 3 nữ. Khi nhóm thiếu niên bơi ra ngoài xa thì bị đuối nước, có 4 em trai bơi vào bờ, còn 3 em gái đuối nước mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Cát Nguyễn Trọng Ân trực tiếp tới hiện trường theo dõi, chỉ đạo lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. 3 nạn nhân gồm Nguyễn Đỗ Ngọc Hằng, Nguyễn Đỗ Ngọc Hân và Nguyễn Thị Như Ý, cả 3 cùng sinh năm 2010 và cùng trú tại phường An Tây, thành phố Bến Cát, Bình Dương.